qua đã. Và mình sẽ tiếp tục với tựa game Far Cry Primal, và hôm nay mình sẽ đi tìm cái con Isla để chấm dứt kết liễu đời nó luôn. One for all. Và để được qua được cái chỗ này chúng ta cần phải có một con mammut. Và để phá cái cửa nữa. Xong vô. Tránh ra, tránh đường bố đi. Tránh ra. Ý kiến gì? Ù, nó cầm lên quật rồi thấy không? Lên nóc nha con. Ù, bay thẳng vô cái gì luôn rồi. Bay thẳng vô đá luôn. Mày tuổi gì? Chết chắc rồi con ạ. Rồi xong. Rồi còn một thanh niên cuối cùng đó. Headshot. Oh yeah, này giống như WWE vậy á. Ok, đợi tao tới nha. Tao vô tao nói chuyện cái đó. You are free. Thường cái con này sẽ bỏ đi, cho nên mình sẽ phải cố gắng giữ nó lại. Đi tiếp nào bạn. Riding a beast. Then we attack temple battery. Ok. Ok. Và chúng ta sẽ qua bên kia. Có bay xa 800 mấy lần hả? Xa thế. Phải chịu khó đi từ đây qua tới đó luôn. Kinh thật. Đúng là kinh dị Mỹ luôn á. Một lần hai em. Ủa, như còn sống hay sao đó. Đúng rồi. Còn sống á mày. Ôi à, chuẩn luôn. Ê, khúc dưới đồng lắm luôn. Để chạy xuống đi, có con voi cũng đỡ. Rồi, sao tụi bay cứ chạy qua kia hoài vậy? Một lần hai em. Rồi, chuẩn. Xuống. Thằng này đợi mình sẵn đây luôn đó chứ. Chết nha con. Rồi đi hướng này nữa ta. Xuống luôn. Cái gì trắng trắng là sao mình không hiểu rõ trắng trắng là cái gì nữa. Có lên giết không ta? Có lẽ là nó cũng không có đi cả. Ý, có thằng chạy hả mày. Chết đau đớn nha con. Ây, chạy là cái chết đau đớn nhất. Nếu mày mở lại tao chỉ cầm mày lên tao quật vài cái không à. Làm cần gì phải chạy. Đúng không? Ai, ý, đâu ra một thằng nữa vậy? Ý, mới thấy đâu rồi? Ý, đâu rồi ta? Mấy đứa đâu rồi? Mấy sao chỗ này sao quá vậy? Thôi mình nghĩ là mình nên tới cái nào gần nhất của mình đi. 200 mấy mét nè. Gần hơn nè. Đúng rồi. Chứ cái này xa quá. Để mình coi nó nằm đâu. Cái gần nhất của mình cũng phải tới đây. Trời, cái xa nhất tới đây luôn. Gì ghê vậy? 200 mấy mét có vẻ như không được gần cho lắm. Với một cái con nào bự như mình. Giờ nước này chỉ có lăn thôi chứ cũng đi bộ hơi vẻ hơi lâu á. Xong vô luôn. Vô lô. Nắp cái gì? Còn gì nữa đâu mà nắp. Bắn cái gì? Ok, mình bắn chuẩn quá đi thôi. Đánh trống mày. Ai cho mày đánh trống? Rồi, đâu rồi. Còn nào nữa đây?
Ai, cái gì đây? Ok, đợi tí tao, tao xuống tao giải phóng Wencha cái đã. Mày mà đụng cái chắc tụi này chết hết. Ê, ê, tao mất tiêu rồi. Ê, biết ngay mà. Thế nào cũng đi nhưng mà cũng không ngờ nó đi lẹ mức độ vậy. Tìm mệt lắm mới được một con. Ok, thôi kệ đi. Mình chơi theo lực lượng đi. Tính dùng con gấu để phan tùm lum tà la. Sướng thấy bà luôn. Hey. Free voi đâu rồi? Mày đi đâu rồi? Không thể nào con voi mà mới quay đi quay lại teleport nhanh đến mức độ vậy. Rồi ok, chúng ta còn hai cái nữa. Kỳ 300 mấy mét lên. Chúng ta đi đường qua chỗ bên kia mới được. Ờ, bên đây chúng ta đi đường cái đường này được nè, đường này đi được. Xong bọc thẳng một phát đâm ra đây, ok. Hổ, lên đây, chở cái nhẹ thôi. Xe ôm, xe ôm. Ok. Cái đi cái đường này chắc thế nào cũng qua thôi. Cái gì bên... bên phải à. Ok, có đường qua nè. Không cần quan tâm cho lắm. No care. No care luôn. No care not. Giờ chủ yếu là chỉ đi đánh tụi này thôi. Tốt trên đây là 100 mấy mét rồi tụi kia nó bỏ liền rồi. Nó không đi theo dí cho mình. Cho nên cứ chạy ở vừa. Nhưng mà có bé hơi xa quá. Còn chỗ còn lại tốt đằng kia mà mấy trăm mét. 700-800 mét. Kinh dị Mỹ. Xuống. Làm Việt Nam. Đứng đó mà nhìn. Ây, ây à, ây à. Headshot. Ây à, ây à. Ây à. Sao đây ta? Buông nó đi em. Ok. Đàn bà con gái mà cầm cung chi vậy? Sao tao nói về phụ nữ vậy ta? Vãi thật, cái con lãnh đạo cũng là phụ nữ luôn á. Đến tụi này đi cũng tại phụ nữ không ạ. Hey, fight with Wencha at temple. Ok. Nó sẽ quánh phụ với mình tại cái temple cuối cùng. Rồi ok, sao? Nhưng mà nó kéo quân tới à. Xử hết. For Wencha we fight. Nghĩ sao vậy? Đâu còn... Ủa? Ăn nó đi, ăn nó đi, ăn nó đi. Muốn nó. Xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Xuống đây. Oh, wow, 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 wow. Mấy này công nhận trốn kỹ thiệt. Rồi, rồi, mới thấy đây rồi. Ủa, ủa. Nó sẽ em vòng đi. Ủa? Ủa? À đây đây đây, má thanh niên. Ê! Một thanh xuyên qua đầu mà không chết. Vãi vậy, bốn thanh rồi đó. Tốn vãi. Ủa sao tụi này cho bỏ quá vậy? Ok xong, nghĩa ơi. Không còn một đám này nữa. Ơi, hổ chết, hổ chết. Không sao, không sao, đã có anh. Trong những trường hợp cấp bách như thế này chúng ta không thể nào chết được.
Ôi. Còn mình mày hết. Ngáo đá. Ok xong. Gì nữa vậy? Sao đông đâu ra đông quá vậy? Ok. Chắc bỏ đi. Ăn cái nhẹ đi tiếp. À... chắc tụi kia nó cũng dưới tới mức độ này đâu. Ok, lái. Tại chỗ đó khá là xa, mình không thể nào mình đi bộ được. Ôi, xa thế. Xa lắm luôn, không có fast travel luôn. Đâm một phát xéo từ đây qua kia luôn là được không ta? Đâm một đường thẳng luôn. Chắc có lẽ được. Người toàn đường dốc không mới ghê chứ. Té cái giặt mặt. Ôi ôi tôi nói rồi. Cũng không cần đánh cho lắm. Chúng ta chỉ cần tới chỗ kia thôi để xử hết nốt cái này. Tụi easy life rồi. Free venture from battery temple. Nên mình nghĩ đây chúng ta cũng chỉ làm mấy cái temple chúng ta cần phải giải phóng thôi, chứ cũng chưa phải cái battery gì đó. Đâu để coi. Nếu chúng ta đi qua chỗ này chúng ta phải... Well phải, nó có cái đường qua bên đây. Để đi tới cái đường mòn luôn. Bỏ cái tụi này luôn cho rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Ok, và chúng ta đi hết cái đường mòn này luôn. Chuẩn. 300 mấy mét. Nói gì chứ vẫn còn xa lắm. Tụi kia dí được thì cứ dí. Ok. Rồi rồi, rồi. Còn 170 mấy mét. Chúng ta đi quẹo phải cái nhà rồi. Vừa trái lại. Ok, đã tới đây nè. Đâm tới cuối đường chắc ra. Ok, thấy rồi. Xa lắm luôn. Đứng đó mà nhìn. Hey, chúng ta đang hỗn chiến rồi. Ok, trong đây có cái voi nữa kìa. Quấn nó đi em, quấn nó đi em. Cái này giống như hồi mà lúc mà Far Cry 4 giới thiệu voi hút nguyên cái old boss á. Giờ nó ná như vậy. Vãi thật. Quả thanh niên kia chết rồi. Người là quân quốc mấy thằng này kìa nè. Đúng kiểu người một việc, thú một việc. Ôi quanh vỡ cái mông giống như mẹ đánh con vậy. Vãi thật. Quanh rớt cái mặt nạ ra luôn mà. Ôi thằng này thì không. Bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Bỏ đây. Xong kiếm một bít nào. Phụ nữ, mình không muốn đánh phụ nữ nhưng cái thể loại này thì phải đánh thôi. Ê, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Cái thể loại gì vậy? Trời. Ăn hẳn 3 cái mới chết. Cái gì vậy? Giúp anh cái hổ ơi, dậy em ơi. Này gọi là đàn bà hỗn chiến nè. Đâu rồi? Ôi, trên đầu mình, trên đầu. Ê, xin lỗi hổ. Ăn cái nhẹ rồi đi. Thì giờ không phải là lúc để gào đâu. Ây da. Ok.
Sao mình bấm check down nhiều lúc nó không ăn ta. Check down. Ok xong. Thì chúng ta phải giải cứu bên cha mới được. Đánh chung với tao nhé. Ok. Ê thằng này không được. Ê ê quay lại. Thằng này để anh xử cho. Chuẩn luôn. Xong kiếm vào bếp quá chuẩn. Ok đi vậy cứ phần còn lại thôi. Hey, người và hổ cặp đôi song hành luôn ở cùng với nhau. Và em ơi, chúng ta có trận chiến phải đánh. Joy orders, hurry. Cái gì hổ? Đấy với em. Tránh ra chúng ta mới đi được chứ. Không ngờ. Ok, free the winter. Hình như xong hết rồi đó. Biết còn gì nữa không ta? Meet the winter outside battery temple. Giờ chúng ta phải tới cái battery temple nữa. Nó nằm đâu? Ôi vãi. Sao cái lúc nào cũng phải đi xa tít thò lò đấy. Để cho nó hổ ăn cái này rồi mình lái chở nhanh chứ không có đời nào mình đi mà như vậy được. Tốn thời gian lắm. Ăn cái gì em ơi, đi nhanh. Lên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Có cái đường nào đi được không ta? Phải đi qua tới đây luôn hả? Hay là đi cái đường này ta? Đi cái đường này sẽ nhanh hơn. Ok, quẹo ngược lại. Ok, thì chúng ta sẽ đi đánh cái con Izilla gì đó. Chúng ta trả thù tất cả mọi thứ. Tránh ra. Cái khu này tụi mày mình không ngờ nó còn sót quá trời luôn chứ. Vãi thật. 400 mấy mét. Xuống luôn. Con này theo mình biết chắc cũng đâu sợ nước đâu ta. Chỗ này nó ngầm ngầm thôi chứ cũng không đến nỗi đâu. Ừ chỗ này nó vừa vừa thôi chứ cũng không có đến nào. Nó quá sâu như cái kia. Nên không sao. Ok, chúng ta gần tới rồi. Và cái tempo của tụi này chắc chắn là giờ bây giờ sẽ tập ngay. Đi hướng này lên, ok, vừa quẹo trái. Chứ dưới này là không có đường lên rồi đó. Meet the winter outside battery temple. Xong lên anh em. Giống như nhiệm vụ cuối của Far Cry 4 á, là đây đỡ cái nhiệm vụ mà chúng ta không cần phải đi một mình, chúng ta sẽ có bạn bè đi chung sẽ đỡ sợ hơn. Bỏ ra cũng có người hỗ trợ chúng ta để đánh cái hằng cuối cùng, giống như Bajin Min vậy cho phần Far Cry 4 vậy. Thì bây giờ đến cái nhỏ này chắc mình nghe trong nhỏ cuối cùng, nhiệm vụ cuối cùng của bên nhiệm vụ cốt truyện chính. Get me into temple. Yo chứ. Sun Walker must see Master Krati. Taka go inside. Cut the obelisk support rope. Ok. Nó tính đẩy đá sao vậy? Hold off the easy log guard. Ok. Ủa chúng ta tới rồi hả? Ôi không tin mắng gì mắng hụt cái ghê chứ. Ôi sao cái này nó vãi vậy? Hold off. Ôi. Chúng ta còn khoảng 26 miếng thịt nữa. À hình như nó đang dựng một cái cầu để đâm vào chỗ đó. Chúng ta không thể nào đi ngang qua được. Mà nếu như tụi này nó cứ đánh trả thì chúng ta không có đường qua.
Hèn chi con Beast của mình không có tấn công được. Ý sao mình còn sống hay vậy? Có lẽ như tụi này nó nâng cấp hay gì đó cho bò hơn hồi nãy. Ây, chúng ta phải đứng né sang hai bên. Ở đây đấy. Ây, xem còn skill gì up được không ta. 3 skill nè. Đủ luôn. Bow lên đi skill. Tức là khi ngắm nữa nó sẽ không bị đẩy qua đẩy lại. Giờ chính xác không bây giờ. Ok, nó sập rồi kìa. Lên, lên anh em ơi. Đợi mình đeo mặt nạ vô. Dân chơi rồi. Mấy này không có tên tốn cung là cái gì. Này thì chạy. Biết dù là chỉ là người sống ở đây nhưng mà tham gia với tụi nó là có thành kiến hết rồi. Đều là người xấu hết. Bố giết hết. Chạy đâu. Đâu rồi. Thanh niên chạy đâu. Chạy đâu. Chạy nữa nè. Đó. Storm the Battery Temple. Có cái đường lên rồi. Lên tiếp. Chạy đi đâu. Cái này khó nhìn quá đi thôi. Nó che mất mẹ tầm nhìn rồi. Đến nỗi cái heads up display mà nó còn che luôn rồi. Ây da. Lên nè heo. Chuẩn quá đi thôi. Sống lên. Chạy đi đâu. Chuẩn bị chết nữa không? Đó, phải, chúng ta phải quay xem một cái cho nhìn cái điều nghệ rồi tí. Đập một phát ngay đầu, rất là thành công. Ê, cái cây này cho bò quá. Rồi, rồi. Nhỏ cái đâu, ra tao biểu. Hồi trước mày làm gì tao? Giờ ra tính sổ nè. Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Bạn Hiên ơi, bạn đâu rồi? Trốn kỹ quá dạ. Ôi, trốn tận đây luôn. Ok. Ok, đó rồi, battery. Battery đâu rồi? Cái túi gì đây? Beast menu. Q battery. Mày nghĩ mày chỉ đi đâu? Tao tới gì mày đây? Chỉ riêng mày thôi, ok. Ủa sao kỳ vậy? Sao lên được ta? Biscuit, ôi. No match for me. Giết nó em. Giết nó. Đừng về sửa thằng này cho. Sửa thằng dưới này á, ồ đâu rồi. Chèo đi đâu? Chèo đi đâu? Chèo đi đâu? Ôi, để con quái mình xử luôn rồi. Con mình cũng lẹ thì chứ chắc mình tập trung đánh con battery được rồi. Trốn kỹ quá má. Ra đây mà đánh đi, trời ơi. Lầy vậy. Ôi, chơi lửa luôn mới ghê chứ ta. Từ từ đó, để mình lấy cái này cái đó. Hồi nếu mà chơi lưỡi đúng không? Thì có cái Full Health Antidote Fire Roof. Lấy ra mặt. Ăn cái là tính. Mình không ngờ là có ăn này chứ. Ghê ta. Ghê ta.
Ủa mình ăn cái chống lửa mà sao ta? Sao nó còn dính rồi ta? Ghê thế. Ê sao này sống lại hay vậy? Nhưng chơi vậy? Ôi dân chơi bồn, sao thằng này đánh lại tưởng nó gục rồi chứ. Ai ngờ té xuống nó còn đánh được nữa, ghê thiệt. Ghê vãi. Ăn tiếp đi em. Ê mẹ chết nhảm đéo ta được. Đưa cái coi. Rồi Isla. Trốn kỹ vậy bà nội. Đó, tay cầm nó rung kinh dị luôn. Quất nó. Mà cần gì quất để mình chọi cho nhẹ luôn đi. Ơi. Sao cái này có vẻ hơi fail nha. Chả hiểu sao mình gắn vô rồi mà nó vẫn còn dính lửa nữa ta. Dính còn ác hơn nãy nữa. Còn thằng đâu rồi? Rồi thêm thằng nãy nữa rồi. Có lẽ mình nên đánh con nhỏ này càng nhanh càng tốt. Nó sao chơi lửa ghê vậy bà nội. Trốn đằng sau cái chỗ này không có gì vui hết nha. Ê. Ôi cái gì ghê quá vậy. Fire roof đi. Ủa nó xử không được thằng này. Ý da cái gì đây. Ý da hèn chi mình thấy kỳ kỳ. Ủa sao nó xử không được thằng này thôi. Mày nghĩ mày là ai? Sao hai thằng là vậy? What the fuck? Cháu bò vậy? Ôi lầy vậy? Sao hai thằng ghê vậy? Chúng ta phải có gì đó để chống lại cái thằng này. Khiên giáo có vẻ không đủ với mấy thằng này rồi. Lắp thêm một cái coi. Có lẽ mình hồi con này lại đây để giữ chân mấy thằng này. Còn đứng đó mà nhìn nữa. Chạy đi, đừng có đánh nó. Ây à. Rồi, máu nữa rồi. Chứ thôi có cái gì đó ta. Flint. Ok, lại chết nữa rồi. Kiểu con này chỉ để, ây à. Giữ chân cái hàng này thôi. Ây, tại vì mình hết giáo với mũi tên rồi. Có lẽ mình nếu mà mình bắn kịp nó, nếu mà chết hết luôn á thì có lẽ con nhỏ này sẽ chết chứ. Nói lẹ vậy. Oh, battery. Ok, để từ từ ra. Nó còn rất là ít máu, mình nghĩ là mình nếu mà mình đủ á thì mình sẽ battery has gone reinforced, defeat them. Đó hả? Má, đừng có đánh. Chứ cha, nó lại vô bên trong á. Nó gọi reinforcement rồi. Cái con này chỉ đủ để thích hợp để đánh mấy con reinforcement thôi. Ôi lầy vậy. Ôi khó thế. Ôi căng thật. Giờ tụi nó còn gọi cái reinforcement nữa, nếu mà đánh không kịp luôn là giết không kịp rồi đó. Thôi tao cần mày giúp sức. Sao giờ hết đồ đẹp ngon vậy. Vậy thôi chắc để hồi sinh nó lại đi. Take down đúng không ta. Take down sẽ hay hơn là đúng rồi. Khi bị take down. Những thằng như thế này giữ take down mới ngon thôi. Sao đông quá vậy. Cái thể loại gì vậy trời.
Ảo quá vậy, trời ơi. Ôi nó đứng sau lưng mình mà nãy giờ mình không biết luôn chứ. Chạy chạy thục mạng luôn. Take down được. Ây. Sao mấy này trâu quá vậy? Ôi ôi nó phát hiện ra mình nữa rồi. Trốn kỹ quá bà nội. Đó, phải mấy thằng này là phải take down mới được. Chứ không có trâu bò mình cũng chả biết là phải làm sao để đánh được mấy thằng này. Đằng sau nè, đã hiểu được cái cách tụi bay rồi. Để gọi Peace lên revive mới được. Revive Peace. Đánh nó, check down. Trời ơi, sợ gì? Rồi, ok, ngon lành. Missing ingredient. Last spear. Khuyến mãi với cái cây cuối cùng luôn nè. Má đứng yên coi, đứng yên coi. Má cùng người ta tặng khuyến mãi mọi miễn phí luôn. Tặng số lượng lớn. Ây da. Cái gì ghê vậy? Nữa hả? Sao đông quá vậy? Đâu rồi, đâu đông tiêu rồi. Ây! Bậy vậy? Ây da, trời ơi, nó xuống đây nó bắn luôn mới ghê chứ. Lầy thật, nhân chơi lầy. Hết đồ hết thịt luôn, tại sao mình lại đem thiếu thịt ta? Mình đem nhiều lắm mà, nhưng mà có vẻ như mình xài cả hai bên á. Nó không được rồi, cái này không được rồi. Rồi mình phải giết con nhỏ này càng sớm càng tốt mới được. Wood arrow, chặn hai đường mới ghê chứ. Ôi rác thế. Ôi thằng này không được, thằng này bỏ đi, bỏ đi. Không ngờ là cái nhiệm vụ này khó mà còn có cái khó hơn nữa chứ. Gọi gấu quá đi. Ôi gấu sẽ lại có lẽ sẽ hay hơn á. Phải vô cái chỗ nào đó chắc ăn hơn. Lửa mà nó căng vãi luôn á. Oh yeah, ăn nó luôn, đúng rồi, chuẩn. Quarvati, Guava! Quarvati!
quay batteri bata. Sush dugistar marwa. Paluhu sakwamat. Winza wakwas takat. Quarp diswadat. Wantar ya batteri hushanchi. Who gives glacket this party? So shy you eat. Shaya! Sushilhano on Mars! Hey, Kuspa! Shayuha! Hayayama! Ok, và mình đã giết xong con nhỏ kia rồi. Achievement unlocked to Ash, complete the mission, the phone of battery. Chuẩn luôn, xong rồi nhá. 2900 XP. Dữ ta, cộng 1 skill luôn. Hiện tại là mình đã nâng hết rồi. Đến nỗi những cái gì khó nhất mình cũng đã làm được rồi, cho nên mình cái này mình nghĩ cũng không cần thiết nữa rồi. Ok, skinning. Nâng được cái gì nhanh cái đó. Ok, thôi chắc mình nghĩ đâu để dành nâng cái này đi. Tội con hổ mình vậy. Giờ còn nhiệm vụ gì nữa không ta? Giờ xong hết rồi nè. Đó, cái đến nỗi cái bên dưới này nó cũng đánh luôn rồi. Nhưng mà chúng ta còn một cái campfire, bonfire nữa. Very hard luôn. Ukri the Tinker. Còn vài cái bonfire nữa mình chưa kiếm được. Rồi Beastmaster Hunt. Và một số nhiệm vụ khác như là nhiệm vụ này với nhiệm vụ này. Cái đây sẽ còn một số nhiệm vụ dài nữa. Cho nên mình làm luôn đi. Door of Udon. Mình chạy về nhà cái đó. Oh, Strip Wolfkins. Black Lion skin. Oh, chuẩn luôn. Mình đang cần một cái skin rare của Lion. Đâu rồi? Để nâng cấp cái gì mình mới tiêu rồi ta? Black Lion mà rare nha. Đâu rồi? Hình như mình nâng cấp bả luôn rồi phải. Hình như là vậy. Giờ mình chả còn cái gì đó. Sao gì muốn nâng cấp hết trơn rồi ta? Full hết rồi, giờ chúng ta còn cái badge skin. Mà cái này mình nâng cấp lên nó cũng chỉ cho mình kinh nghiệm thôi à. Mà kinh nghiệm thì cho mình skill thì nói chung cũng chả còn gì hết nữa rồi. Mấy cái này cũng không cần thiết, trong khi mình nâng cấp skill để mình đi đánh này nọ có hết luôn rồi. Chắc cũng không cần. Này thì cũng chỉ để chứa đồ trap nhiều hơn, mình không có dùng trap. Shard cũng không xài. Bosbon cũng chả xài, ok. Coi như xong cái game luôn rồi đó. Làm mấy game vụ khác nữa là ngon. Cái nãy là hay mình biết là hình như là ending của con battery luôn á. Giờ thì mình sẽ làm thử bên cái hàng Uda thử coi. Đáng lẽ là mình phải làm tụi này trước thì mình mới làm cái con kia mà. Ô cha, Not Clay. Mình thiếu rồi. À muốn làm nhiệm vụ hàng này phải có Not Clay mới được. Càng thế. Ê, ôi. Vãi gì nhảy lên nóc nhà ta luôn. Nếu coi nếu mà mình có Not Clay thì mình làm luôn, không có thì mình chuyển sang làm nhiệm vụ khác. Còn 2-3 cái nhiệm vụ nữa. Not Clay lấy ở đây. Ê, không đủ rồi. Chắc là để mình đi tìm thêm, tại mình biết chỗ tìm cái Not Clay. Mình sẽ tốn thời gian cái để làm nhiệm vụ cái thằng này cái đã. Ok, để chạy đợi nhận nhiệm vụ cái hàng này cái đã. Rồi tính gì tính. Ok. Cái kia để cho mình để sau hàng Udon. Chắc để cuối cùng đi. You see I have the one job. I'm your friend. Mình cũng không tin cái hàng này cho lắm. Nhìn mặt đây. Hai mắt ta to mới nhìn khó gian xảo chết mẹ. Làm sao mình tin cho nổi.
Có đơn tin không ta? What the fuck? Ôi vãi. Phải nâng cấp nữa. Ờ, để coi nhiệm vụ này làm được không ta? Hard. Để làm luôn cho rồi. Cái đoạn nhiệm vụ của Wolgar, cái ông mà tè lên mặt mình thì chắc là ông cũng, chắc cũng còn nhiệm vụ, nhưng mà còn hai này thì mình phải nâng cấp cái lều của nó trước rồi nó mới cho mình nhiệm vụ giống như tụi kia thôi. Đi gọi Beast ra cái nè. Sao vẫn chưa xuất hiện ta? Ok, đi ra đây nhận nhiệm vụ cái rồi xong chúng ta sẽ làm tiếp nhiệm vụ khác. Nhiệm vụ kia cái để mình đi tìm cái nốt clay cái đã, rồi mình sẽ nâng cấp nhà của nó xong để làm nhiệm vụ cho bạn coi. Rồi sau đó cái này mình sẽ làm một cái quay cái mà Beastmaster Hunt cuối cùng. Đáng lẽ là mình phải quay cái Beastmaster Hunt chứ, để là mình chuẩn bị sẵn để đánh hai cái Udam với cái gì ta? Udam với cái Battery, nhưng mà mình lỡ tay mình đánh mẹ luôn rồi. Identify Totem Looter. À, chúng ta phải tag nó mới được. Phải này không ta? Chính xác của nó. Chứ phải tag chứ chúng ta mới đánh được. Chính xác vào nó luôn. Còn thế này nữa không? Ok. Oh, kill and shot for the Totem Looter. Sao toàn mấy thanh niên mặc đồ cho bộ vậy? Ây, không ngờ bắn hụt. Không, cũng đến nỗi nào, cũng đâu có trâu đâu ta. Nhìn nó bự coi thấy chứ đâu có trâu. Ây, thằng này mặc cái gì trên đầu vậy? Đó, thanh niên cầm bom luôn nè. Đó, 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 đó. Chạy like a boss. Beast skill. Ok, ok. Totem nose. Ủa sao thằng kia chạy lẹ vậy? Quái đái, hai thằng chạy một hai hướng. Ây, vãi thanh niên kia rồi. Thanh niên kia bị lật rồi. Ờ, nên kỳ này nãy đang chạy bị hổ cắn chết luôn á. Khoai thiệt chứ. Ok. Có nút chị hướng dẫn chạy ra chỗ này luôn mới ghê chứ. Sao chạy sai vậy? Dí nó hổ ơi. Dí nó. Sao có Udam ở đây nữa? Tránh đường bố đi. Bố đang đi tìm cái này á. Sao gì có Udam bằng đây nữa. Hai cái rồi, đi. Chúng ta rút khỏi chỗ này. Ờ, như đó đủ rồi. Muốn nó. Tránh đường bố đi. Mẹ. Mỗi lần đứa nào mà đứng chặn đường là chưởng một phát là văng. Văng ngay. Sao có mũi tên chỉ là sao ta? Hình như kêu con cọp chạy tới hay sao á. Mà nãy nó không chạy tới. Ây, có con mèo. Ok, đủ hàng. Complete. Ủa, nhiệm vụ này cũng dễ chứ đâu có khó đâu ta. Chưởng có vài phát hết rồi. 1160 XP cộng 1 skill. Giờ còn cái gì nâng được nâng hết luôn cho rồi. 3 skill rồi nè. Còn 1 skill để nâng cái cuối cùng mà mình cần luôn á. Behind cover drafting. Woga the Crafter. Ok, để mình lướt sơ xem còn gì để làm không. Cái này là gì? Unknown location. Nhiệm vụ của ông nào đó ta? Mình cũng không rõ ông đó ông nào nữa. Thấy mà thôi kệ, cứ làm cho xem như thế nào ra. Ok, bay lên đây thôi coi. Ê, nhiệm vụ trên nóc gì cha nội.
Các bạn mình cái tiếp độ hoàn thành nhiệm vụ của mình các bạn nhanh hơn ấy. Sau khi các bạn nâng cấp dữ thì các bạn sẽ làm nhiệm vụ dễ hơn nhiều. Patashta. Winja. Uapatash, Fupausi Khan. Uapatash. Urki Shawi Wapatash Walla Deuce Deuce. Urki San Patra. San Patra. San Fupausan Patra. Tapu Buddha Koala. Urki Sakui. Urki Sakui Hapatra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Urki Sakui Hapatra Daha. To Urki Patash. To Urki Patash. Ok, vậy thanh niên này có vẻ như đang bị tâm thần hay sao ta? Fly, Lightbird. Nice, tên nhiệm vụ hay vãi. Bay như chim. Đúng nghĩa bay như chim luôn. Nãy vừa mới vô thấy thanh niên what the fuck đang cầm cái gì vậy? Cầm một con, nhìn kỹ lại mới thấy nó đang cầm một con chim mà nó cầm cái chọi như đang chơi bóng rổ bóng chày vậy mà. Hay nãy. Lầy luôn chứ. Snowbird. Oh. Giờ chúng ta phải đi săn. Raven, tortoise. Con này được không ta? Con này được không? Gì đây? Không biết mình lấy trong cái skin trong cái của mình có được không ta? Ui. Snowbird hả? Sao mấy con đặc biệt không vậy? Bifish. Mình có một cái skin bifish đâu ta? Nói thật ra mình có nhiều cái skin bifish lắm chứ. Sao nó không cho sử dụng ta? Hình như là vậy. Không cho sử dụng cái hàng có sẵn hay sao ta? Snowbird. Ok. Raven, Bifish, Tortoise. Tortoise là mấy con rùa. Ba ba gì đó. Snowbird, kiếm đâu ra mấy con Snowbird ta? Mấy con cá kìa. Đúng rồi, con cá đó. Mà sao nó xài gì vậy? Piranha. Mình thích gọi con cá này cá piranha tại vì nó nhìn nó răng rậu cũng ghê ngay ngửa không khác gì con kia. Biết ngay thế nào con này cũng cắn nhưng con kia đâu có tiêu rồi. Ui cái con mình vừa mới bắn rồi. Cái con vừa mới bắn đâu rồi. À đây. Chính xa bố ra. By fish head. Được một cái bay fish rồi thấy không? Chọn luôn chúng ta phải ra khỏi chỗ mặt nước này. Cá gì đâu mà dữ vãi. Hunt and skin animal for Ukri. Nhưng mà chỉ trong phạm vi chỗ này thôi. Và mấy con cá nó hung hãn vãi luôn. Giờ kiếm đâu mấy con rùa ta? Bay fish. Raven. Để mấy con chim kìa. Xa quá. Chúng ta phải đợi nó đậu xuống chúng ta mới phải bắn nó được. Sao nó bay vòng vậy? Ê bắn gì mong chúng. Đâu rồi ta? Có mấy con tortoise nè. Hay và đã bắn nó tiếng vậy. Rồi tính sau. Snowbird, Raven.
Nhưng mà chúng ta chỉ đã bắn có mấy con này khi mà nó thụt cái đầu ra, chứ nó thụt vô đánh tới tết của ông già. Hay vãi thật. Phải canh lúc mà nó thò cái đầu ra nè. Đó 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 đó. Không biết thổi đít ra bắn chúng có xong ta. Nắp mẹ rồi. Gì đây? Sao Rock Dust? À đây đây, con thanh niên đây. Đó, chính xác luôn. Phải headshot mới được. Ồ, chúng ta sờ một cái là chúng ta có cái tortoise liền. Đây, con chim nữa. Chim đâu, chim đâu. Tất nhiên chúng ta phải bắn tới hai con chim luôn. Bây giờ chúng ta có hai con hay sao ta? Không biết khi nào nó đậu xuống đây nè. Khó bắn quá. Phải kiếm cái chỗ nào mà nó hay đậu quá. Chim đâu, chim đâu rồi, chim đâu rồi. À đây, chim đây, chim đây. Chim đây, chim đây. Chuẩn luôn, snowbird một con nè. Ê, con gì đây? Phải snowbird không? Phải raven không ta? Con này snowbird luôn rồi. Chúng ta phải kiếm một con quạ nữa, con raven. Và thanh niên hổ của chúng ta đang vọc nước. Làm sao để kiếm một con quả như thế kia thôi. Bắn cái này mà trong Battlefield là phải tính cả góc đạn rơi cái kiểu. Thời gian đạn bắn tùm lum la. Xịt máu mũi. Snowbird. Này là Snowbird rồi nhưng mà Raven nữa rồi. Mình đang tìm một con Raven. Trời ơi, cái con nó nằm đâu ta? Ok, con hổ hay con gì mà. Ý, ý, ý. Ôi, chính luôn, chính luôn. Chuẩn quá rồi, nhưng mà không biết phải go Raven không nữa. Nhưng mà mong là vậy, tại vì mình nghĩ là con nó chỉ đậu bên chỗ gì đó thôi, chứ không đậu bên này. Giờ sao mình sẽ bị con cá nó cắn rồi chứ. Tốt, dễ sợ. Rồi, con chim lại rớt chỗ nào rồi. Ê, đây, đây, đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, trong lúc chúng ta đang đi làm một công chuyện thì đó, Raven biết ngay. Bring the ingredients to Urki. Sao xa xôi quá vậy? Chúng ta đang đi tìm nguyên liệu mà gặp phải hàng nãy nữa, nó quánh lén mình mà không thấy luôn chứ. Rồi chúng ta đã đủ rồi, mình cứ tưởng là nếu mà nó cho mình lấy đồ sẵn thì đỡ. Nhưng mà nó kêu là phải tìm lại luôn ngay chỗ này nữa chứ. Cũng khá là khó. Urki. Borsta. Borsta buda kvala borsta. Nu Urki patra daha. Uha. Uha darsh. Uha darsh. Darsh Urki shawi wa patash. Dash Urki Shawi Wa Fatash. Uha, uha darsh, uha darsh. Thanh niên này nó khùng đến mức độ vậy luôn hả? Rồi má xác định chuẩn bị dân làng chúng ta giảm một đứa nè má, một đứa thiểu năng nè. Má nó nhảy xuống rồi xác định nha con. Má nhảy thiệt hả thanh niên? Đéo đùa. Má nhảy thiệt luôn hả? Rồi ok ok, tao coi giờ giống như phim hình lắm rồi đó, phim hài nè ba. Vãi cà rớt nghe đúng rồi. Top phone.
Fly like a bird. Ok, thôi chạy coi như có nhảy thì mình cứ tưởng ít ra nó phải chạy chỗ nào ra cho nước hay gì đó mà còn nhảy nhảy chỗ này bựa quá ba. Chưa chết là may rồi đó. Má hên là ngay đóng rơm á. Ok, đây là về thành dưỡng sức làm nhiệm vụ mới thôi. Rồi. Hiện tại là hết nhiệm vụ bên đây rồi nhá. Ok. Bên ông này còn một cái nhiệm vụ nữa. Nhưng mà chắc là bên mình lễ lần sau đi. Và hiện tại là mình sẽ dừng tại đây. Và nếu các bạn nào thích hãy bấm like và subscribe cho channel của mình nhé. Để xem thêm nhiều clip Far Cry Primal. Sắp tới thì có lẽ mình còn một hai tập gì nữa là xong hết luôn á. Thì các bạn hãy bấm like, theo dõi này nọ để bắt thêm thời tiết. Thì mỗi lần mà mình ra clip mới nó sẽ hiện lên trang notification của các bạn. Để các bạn thấy là dễ dàng check hơn. Và hẹn gặp lại các bạn lần sau. Mình sẽ quán lên về giờ sớm nhất có thể.